Có gì cho bác làm hộ nha. Con này được trước con nhung mà anh em mình bắt mà quay lại đi bạn. Em giữ cái cửa này cho chị nhá. Đừng nào hai đầu cũng được cả. Kệ nó, kệ được rồi. Vừa cái mũi ra là được. Kệ được rồi. Bé quá, bé. Nhỏ nhỏ quá. Thế rồi. Như này có ra được không? Ra được. Và mở ra giúp, mở ra giúp. Em mở ra giúp xong rồi em. Nhớ tắt chưa em? Khoan khoan khoan. Ta lấy đẩy cho sang ra. Đóng cái cửa này, cả đóng cái cửa cái. Nó dậy nhẹ.
đang chịu khó giữ đấy giúp chị vậy. Tỏ nhà mình có ăn khá mạnh quá. À. Không, ăn được thế nào tốt thôi, đường nào nó không lên, không lên nhung không vỗ được thì thôi cứ cho nó ăn. Tối cứ ăn no xong tối là cầm một bầu một hai thay cho tướng. Ăn cả lên. Con này thì chát rồi. Con này nhát hơn. Cái miệng từ dưới lên đó, trao từ dưới lên đấy. Nhớ cột cái dây làm sao chắc nhé, để cho hai con mà nó phỏng ra là nó hút. Cái dây con kia có ok hơn á. Lúc nãy con lúc nãy không biết cột bằng cái dây nào mà chắc hơn. Chờ chờ thợ. Rồi. Cúi cái thỏi ra được rồi. Đấy. Nên đằng không ạ? Quay đằng không ạ? Đằng tạ. Không nhìn thấy gì. Giúp chị nhá. Vâng. Ờ, nó ra được đấy. Em về nhà mới mạnh khỏe nhá. Vâng, em cảm ơn bác nhá. Mỗi xe chết. Mình cứ chờ chờ. Đấy, nó đang thử sự lực của bạn. Đây, cho xe các bạn nhé. Thank you.
lọc. Không gì đâu, nó không nhát đâu, chị không phải lo. Ở nhà nó không ăn được. Bác cho tí nước.